Bắp gì để bắp hả? Ai xé gì bắp hả? Cái này ai xé? Cái này ai xé? Bởi vì người ta nói tao bóc phốt mày mà tao đâu có bóc phốt mày cái gì đâu. Trời ơi, tao hoàn toàn là sự thật nha. Trời đất ơi, sáng sớm mày cho tao bất ngờ chưa bà già. Đây, mày coi cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Ừ? Tại sao vậy bắp? Tại sao sáng sớm mà quậy vậy bắp? Mày làm cái giọng gì vậy hả? Nói tới mày làm giọng gì vậy? Mày ăn cho tao nghe. Quậy quá trời. Những đứa quậy như vậy không phải là con tao rồi. Đi ra chỗ khác đi. Đừng có lại đây. Đừng có lại đây mà giả bộ nịnh. Nịnh nọ. Đi ra chỗ khác đi. Kêu đi ra chỗ khác. Ừ, còn lại đây nữa. Người gì đâu. Thiệt chứ. Cười đó. Cười này là lì lắm luôn á. Mặt không có ngoan tí nào luôn. Mày đừng có để cho tao á thấy một thêm một lần nào nữa. Quá trời quậy luôn. Mày đâu phải con tao. Mày con ai á? Tao ngoan lắm mà. Sao bây giờ lì với gì bắp? Hả? Làm gì? Đi đi! Ở chứ mày hôn tao. Cái bản mặt mày quậy đã mày hôn tao hả? Đi đi! Mày quậy cho đã rồi cái bản mặt mày kìa. Cái bản mặt mày đó. Thấy cái bản mặt mày không? Thì sao? Em bóp bỏ nha. Mày đừng có nịnh tao. Dặn mày luôn rồi. Đi ra chỗ khác đi. Đi đi. Nói tới á, thì cái mặt của bạn á, cái mặt của bạn hối lỗi lắm. Nè, nhìn nè, không bao giờ để cái giò xuống được luôn. Đó. Hối lỗi lắm. Nhìn cái mặt bạn là biết hối lỗi. Nhưng mà tôi không biết là bạn có lặp lại lần sau hay không. Tại vì rất là lâu rồi. Rất là lâu rồi. Khi bạn còn nhỏ là bạn đã cắn xé. Nhưng mà tôi đã la quấn bạn một lần rồi. Nhưng mà bạn bây giờ bạn lớn lên bạn vẫn tiếp tục. Là như thế nào? Tôi nói bạn á, thì cái bản mặt bạn kìa, một con ngủ một con mở là sao? Con mắt của bạn á. Nè bạn coi nè, cái này là cái gì? Toàn bộ ở chỗ này là của bạn hết. Bạn tự làm, bạn tự chịu đi. Ăn đi. Từ nay về sau là bỏ nghe chưa? Nè, nhìn nè, nhìn nè. Nhìn đây nè. Từ nay về sau là bỏ nghe chưa? Không có đi, không có đưa mặt ở chỗ khác. Tôi nói chuyện với bạn mình đưa mặt ở chỗ khác là sao? Từ nay là bỏ nghe chưa? Bỏ cái kiểu mà cắn, cắn xé đồ đạc nghe chưa? Nghe chưa? Biết hối lỗi chưa? Biết hối lỗi rồi, tay đâu? Tay đâu? Yeah. 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 Nói tới cái mặt của bạn á như là vô tội vậy đó. Thật ra bạn đâu có vô tội đâu. Mình chửi là mình chửi đúng không à. Ai chỉ phải bạn dở dở xuống. Dở dở lên cho tôi. Cái dở phải dở lên. Bạn nằm đó. Mình chưa cho phép bạn là bạn không được làm cái gì hết. Bạn chỉ nằm đó thôi để nghe mình chửi bạn thôi. Tại vì cái này là một chuyện rất là lộng trời, bạn biết không? Nói tới bạn là cái mặt của bạn.
biết sai rồi đó. Ngồi đây, nằm đây, nằm với tôi, nịnh dữ trời lắm. Làm sai là nịnh ơi là nịnh luôn. Tưởng nịnh là tôi tha thứ hả? Không có đâu nha. Nó không tôi nữa hả? Mất bỏ nghe chưa? Không có quậy nữa nghe chưa? Nghe chưa? Không có quậy nữa nghe chưa? Làm thứ đi. Làm sớm. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt này lại nè. Nhắm mắt lại. Cái thứ gì đâu mà nó nịnh thôi. Trời, nó nịnh trên đời với thở. Tôi mới thấy một con chó nó nịnh. Quýnh nó càng nhào lại đây.